Hội chợ lần thứ 30 chuyên ngành về máy móc và thiết bị công nghiệp vừa được diễn ra tại Hà Nội nhằm mục đích giới thiệu một cách hệ thống và toàn diện các sản phẩm công nghệ hiện đại cũng như các giải pháp chuyên ngành tối ưu. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài gặp gỡ, trao đổi công nghệ, tìm kiếm tiềm năng hợp tác, đầu tư và mở rộng thị trường. Năm nay, Hội chợ Quốc tế Hàng công nghiệp Việt Nam 2024 thu hút hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Cộng hòa Liên bang Nga, Liên bang Đức, Hàn Quốc, Singapore tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm và công nghệ chuyên ngành cơ khí chế tạo, máy móc thiết bị hàn, thiết bị thủy lực, thiết bị điện, v.v. và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dây cáp điện. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra chuỗi chương trình xúc tiến thương mại và chuyển đổi số, kết nối giao thương.